cùng quý vị đến với bản tin chuyên biệt về tài chính công nghệ và bất động sản tại Việt Nam trên kênh MayTV. Ngay sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Đề xuất 7.100 tỷ làm đường kết nối sân bay Long Thành. Đây là dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương. Siết chặt quản lý hoạt động môi giới bất động sản, tiến đến xây dựng một môi trường môi giới không còn tiêu cực và méo mó. Công ty Pizza trả tiền cho nhân viên bằng Bitcoin nếu thu nhập của họ cao hơn mức lương tối thiểu được quy định. Mở đầu thông tin, 4 dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn hơn 7.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư 4 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Các dự án gồm nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 773, dự án đường tỉnh 772, Trảng Bom, Xuân Lộc, dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 769 và dự án đường tỉnh 770B, đoạn từ giao với đường tỉnh 763 đến quốc lộ 51. Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã được khởi công xây dựng. Cùng với đó, hai khu công nghiệp Xuân Quế, Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ và Bảo Cạn, Tân Hiệp, huyện Long Thành đang được triển khai đầu tư. Do đó, yêu cầu về kết nối giao thông trong khu vực đòi hỏi phải được thực hiện nhanh để đáp ứng nhu cầu phát triển. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư thực hiện 4 dự án giao thông trọng điểm được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư là khoảng 7.100 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo phương án được đề xuất, nguồn vốn để thực hiện đầu tư đối với 4 dự án giao thông trọng điểm sẽ có hai nguồn gồm vốn nguồn ngân sách và khai thác quỹ đất dọc hai bên các tuyến đường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch để tránh tình trạng giá đất tăng cao sau khi dự án hoàn thành, gây khó khăn trong việc thu hồi đấu giá các khu đất lợi thế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ toàn bộ chi phí từ ngân sách trung ương để đầu tư dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô qua địa phương này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đề xuất Trung ương hỗ trợ toàn bộ chi phí với số vốn là 1.330 tỷ đồng để đầu tư đoạn Vành Đai 5 vùng thủ đô trên địa bàn với chiều dài 13,7 km, bao gồm cả cầu vượt sông Lục Nam. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 5 vùng thủ đô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần hình thành trục giao thông kết nối ngang trực tiếp đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn với đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên cũng như tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn với cao tốc Nội Bài-Hạ Long trong tương lai. Sau khi hoàn thành, đây cũng sẽ là tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bắc Giang, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của các huyện trong vùng và của tỉnh. Theo quy hoạch chi tiết đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014, đường Vành Đai 5 quy hoạch đi qua địa giới hành chính của 8 tỉnh, thành phố gồm thành phố Hà Nội và các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc với tổng chiều dài là 331 km. Chuyển sang những thông tin về thị trường bất động sản. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là điểm đến của nhiều dự án căn hộ hạng sang với giá bán đến hàng trăm triệu đồng một mét vuông. Không ít dự án lập kỷ lục so với mặt bằng chung của khu vực. Tuy nhiên, bất chấp sự đắt đỏ, các căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang thu hút sự quan tâm của khách hàng. Từ tháng 4 cho đến nay, mức độ truy cập tìm kiếm các dự án căn hộ cao cấp hạng sang ở thành phố Hồ Chí Minh gia tăng. Căn hộ có mức từ 8,6 đến 10 tỷ đồng thu hút lượt xem nhiều nhất. Cụ thể, mức độ quan tâm căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 7% trong năm nay, còn phân khúc trung cấp và bình dân đều giảm lần lượt 4% và 7%. Nguồn cung căn hộ sang được dự báo vẫn trên đà tăng mạnh và có thể xác lập cột mốc giá mới. Nhiều dự án trong tương lai còn có thể đạt mức phá vỡ kỷ lục cũ lên đến 20.000 đến 30.000 USD trên một mét vuông, tập trung tại khu lõi trung tâm quận 1. Nhiều chuyên gia quan ngại, phân khúc căn hộ cao cấp hạng sang phát triển với tốc độ quá nhanh có thể gây ra những tác động kép khó lường cho thị trường nhà ở. Trước thực trạng này, mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu cơ quan quản lý phải điều tiết bằng quản lý, bằng cơ chế thuế, tránh tình trạng dòng vốn chỉ chảy vào chung cư cao cấp, biệt thự, mua để đấy không sử dụng, trong khi các đối tượng thu nhập thấp thiếu nhà ở. Ăn theo các cơn sốt đất xuất hiện từ đầu năm, tình trạng môi giới bất động sản quảng cáo, một đằng, bán một nẻo, đầu cơ thổi giá lên cao đang tái diễn. Để ngăn chặn điều này, thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều biện pháp nhằm siết chặt quản lý hoạt động môi giới bất động sản. Theo số liệu thống kê, chỉ có khoảng 11% số lượng môi giới viên đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Đây là nguyên nhân chính khiến môi trường môi giới méo mó và nhiều tiêu cực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản, bảo đảm hoạt động này tuân thủ các quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Xây dựng quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản,
nhất là dự án hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án phải đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát giao dịch ảo, thổi giá bất động sản, đồng thời xử nghiêm hành vi không đưa đất vào sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án. Từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh trải qua hai đợt sốt đất. Giai đoạn đầu năm, khi thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, giá đất tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã có xu hướng tăng rõ rệt. Đợt sốt đất gần đây nhất tại thành phố Hồ Chí Minh đến từ xây dựng đề án chuyển đổi 5 huyện ngoại thành Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè lên quận hoặc thành phố giai đoạn 2021-2030. Tuy đây mới chỉ là bước chuẩn bị, nhưng thông tin này lập tức tác động đến giá đất khu vực vùng ven, khiến cho giá đất ở đây tăng gấp 2-3 lần. Thưa quý vị, trong suốt gần 2 thập kỷ qua, minh bạch là điều xa xỉ đối với thị trường bất động sản ở Trung Quốc. Zhou Hui, người sáng lập tập đoàn KE Holding, đang góp phần thay đổi thực tế này ở đất nước đông dân nhất thế giới. KE Holdings đang kết hợp chuỗi các văn phòng bất động sản có mặt trên khắp cả nước Trung Quốc, đã hoạt động được gần 20 năm nay với một nền tảng kỹ thuật số kết nối người mua với người bán bằng các thuật toán sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, để xây dựng và duy trì hệ thống trực tuyến có tên Baiki trong 2 năm qua, ông Hui đã phải chi 1,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 241 triệu đô la Mỹ cho công tác nghiên cứu và phát triển, cùng với 8,4 tỷ nhân dân tệ cho các chi phí hành chính và chi phí khác. Do đó, KE Holdings vẫn chưa có lợi nhuận, nhưng đối với Zhou Hui thì điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Cho đến nay, chiến lược đó đã mang lại thành công bước đầu. Doanh thu năm 2019 của KE đã tăng 80% so với năm 2017 lên 46 tỷ nhân dân tệ. Hiện Baiki đã trở thành nền tảng giao dịch nhà đất lớn nhất Trung Quốc. KE được hậu thuẫn bởi nhiều công ty lớn nhất châu Á như SoftBank, Hinhouse Capital và Tencent. Cổ phiếu KE mới chỉ niêm yết trên sàn New York, Mỹ từ tháng 8, nhưng đã tăng gấp hơn 3 lần, giúp tài sản của Hui tăng lên mức 20,5 tỷ đô la Mỹ, lọt top 100 tỷ phú giàu nhất thế giới. KE sẽ hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO lớn nhất của một công ty Trung Quốc tại thị trường Mỹ trong hơn 2 năm sau khi định giá thương vụ của mình trên phạm vi cho phép. Công ty huy động hơn 2,12 tỷ đô la Mỹ từ việc bán 106 triệu cổ phiếu lưu ký với giá 20 đô la Mỹ một cổ phiếu. Baiki hiện có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để nghiên cứu và phát triển đầu tư vào các chức năng nền tảng công nghệ cơ sở hạ tầng, đồng thời mở rộng sang các thị trường địa lý mới. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Từ khi bùng phát dịch COVID-19 đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả 3 tổ chức Moody's, S&P, Fitch xếp hạng tín nhiệm đồng loạt, nâng triển vọng lên tích cực. Theo Bộ Tài chính, đây chính là sự ghi nhận những thành tựu trong phát triển kinh tế ấn tượng của nước ta và cải cách liên tục trong khâu hoạch định chính sách trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục gây tác động đến kinh tế và xã hội. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's Global Rating đánh giá rằng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt để phục hồi vững chắc trong vòng 1 đến 2 năm tiếp theo nhờ vào các giải pháp hiệu quả cao của chính phủ để kiểm soát dịch trong nước. Việt Nam có vị thế điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á về thu hút FDI, xuất khẩu tăng trưởng ổn định, nhu cầu nội địa mạnh mẽ và vị thế đối ngoại vững chắc. S&P ghi nhận kết quả tài khóa, nợ công tiếp tục giữ vững tính hiệu quả và linh hoạt, góp phần hỗ trợ kiểm soát đại dịch COVID-19. Một lần nữa, điều này khẳng định sự đánh giá cao của các tổ chức xếp hạng đối với thành công của chính phủ Việt Nam trong việc quyết tâm cao, điều hành quyết liệt để thực hiện mục tiêu kép, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh. Tiếp theo là thông tin kinh tế thế giới. Sau những ngày tháng chao đảo vì dịch COVID-19, đến đầu tháng 5 năm 2021, các doanh nghiệp dịch vụ của Mỹ bất ngờ chứng kiến hoạt động tăng mạnh nhất trong một thập kỷ qua. Lĩnh vực dịch vụ ở Mỹ bao gồm nhà hàng ăn uống, du lịch và giải trí đã nhìn thấy những tín hiệu tích cực. Các doanh nghiệp lạc quan về triển vọng phát triển nhờ lượng đặt hàng tăng mạnh. Theo đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng tại Mỹ, gọi tắt là PMI, đã tăng lên mức 70,1 trong tháng 5, từ mức 64,7 trong tháng 4. Đây là tốc độ tăng trưởng mạnh nhất tính từ tháng 10 năm 2009. Lĩnh vực dịch vụ tại châu Âu cũng đang dần phục hồi, tuy nhiên mức độ có phần chậm hơn Mỹ. Các chuyên gia nhận định, triển vọng phục hồi nói chung của Mỹ và châu Âu đầy hứa hẹn trong những tháng tới nếu dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt. Các doanh nghiệp cho biết, lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh nhất kể từ tháng 6 năm 2006. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi nhu cầu quá nhanh cũng khiến một số doanh nghiệp trở tay không kịp. Áp lực cầu vượt cung đang khiến giá cả leo thang chóng mặt, giá đầu vào tăng, nguyên liệu khan hiếm. Lạm phát có thể là điều không tránh khỏi
nhưng được dự báo là sẽ chỉ diễn ra tạm thời. Theo dự báo, số lượng triệu phú ở Trung Quốc trong 5 năm tới sẽ tăng gấp hơn 2 lần, giúp quy mô của tầng lớp trung lưu tăng gần 50%. Số cá nhân có tài sản ròng cao, tức là sở hữu khối tài sản có thể đầu tư ít nhất là 10 triệu nhân dân tệ, tương đương 1,55 triệu đô la Mỹ, có thể sẽ tăng lên 5 triệu người vào năm 2025, từ mức hơn 2 triệu người hiện nay. Tầng lớp trung lưu hiện khoảng 340 triệu người sẽ tăng hơn 45%, lên hơn 500 triệu người trong cùng kỳ. Tài sản hộ gia đình ở Trung Quốc có thể tăng khoảng 8,5% mỗi năm trong 5 năm tới, đưa tổng tài sản có thể đầu tư đạt 300.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, tương đương 300% GDP năm 2020. Tầng lớp trung lưu đông đảo hơn với mức thu nhập cao hơn, đồng nghĩa nhu cầu đối với các loại hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao cũng sẽ tăng lên. Dự kiến, mức tiêu dùng của Trung Quốc sẽ tăng khoảng 1.100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tính trên mỗi 20 đô la Mỹ tăng thêm trong chi tiêu hàng ngày của mỗi người thuộc tầng lớp trung lưu. Cùng với sự giàu lên như vậy, khoảng cách thu nhập ở Trung Quốc cũng gia tăng. Số 1% gia đình giàu nhất ở Trung Quốc đang sở hữu 30% tổng tài sản của cả quốc gia. Trung Quốc cần nỗ lực hơn nữa để giảm bất bình đẳng thu nhập và giúp thêm nhiều người như lao động nhập cư và sinh viên mới ra trường gia nhập tầng lớp trung lưu. Invensys Holding, công ty nhượng quyền đứng sau 16 cửa hàng Domino Pizza trong số hơn 270 cửa hàng ở Hà Lan, vừa cho biết nhân viên của họ có thể lựa chọn nhận lương bằng Bitcoin nếu thu nhập của họ cao hơn mức lương tối thiểu được quy định. Luật pháp Hà Lan yêu cầu công ty trả lương tối thiểu cho nhân viên bằng euro. Mức lương tối thiểu hàng tháng được tính dựa trên độ tuổi và giờ làm việc. Thông thường, người lao động từ 15 đến 18 tuổi tại nhà hàng pizza có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức tối thiểu. Nếu đủ điều kiện trên, họ có thể nhận phần tiền cao hơn bằng Bitcoin mỗi tháng. Jeremy Marcus, đại diện ban tổ chức Direct, công ty tiền mã hóa tại Hà Lan khẳng định nhận lương bằng Bitcoin mang đến lợi ích cho nhân viên bởi họ có khả năng nhận một khoản tiết kiệm cao hơn nếu giá trị đồng tiền này tăng trong tương lai. Ngày 18 tháng 5, Anthony Pomliano, nhà đầu tư thường chia sẻ về tiền mã hóa, cho biết sẽ thành lập công ty bán pizza nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và quỹ phát triển Bitcoin của tổ chức nhân quyền Human Rights Foundation. Công ty này không chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin do không muốn mọi người từ bỏ Bitcoin để mua pizza. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chuyên biệt về tài chính công nghệ và bất động sản tại Việt Nam trên kênh May TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Hãy ấn nút theo dõi kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi, thiết thực về nhiều lĩnh vực. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị!